sống ở cõi đời này càng ngẫm nghĩ kỹ lưỡng thì sống ở cõi đời này nó không có một cái tương lai gì hết quý vị à. nên rất là nhiều người hướng đến tương lai mà cả đời lao theo trần cảnh lo được lo mắt cả đời vẫn là không xong không có thì đau khổ mà có được thì lo âu giữ gìn. Nhiều người cư sĩ gì sao đời mình đã nghèo khổ, mong muốn cho đời con mình khá giả một chút, đừng có nghèo khổ giống mình vì mình khổ quá mong con đừng có khổ, nên cố công kiếm tìm cuộc sống và lo làm ăn, tích lũy giữ gìn nhưng mà đó cũng là do trong mạng có phước mà có được khi có được chút sự nghiệp thì con lớn khôn lúc đó mình nói nó không nghe hoặc là đem của cải chia cho nó thì nó lại ăn xài hoặc là phá hết sự nghiệp nên mỗi một người tu của mình quý vị. Có những lúc mình ngồi mình tư duy suy nghĩ rõ ràng cái cõi đời này. Nếu nói về hai chữ tương lai như người thế gian nói, trong Phật pháp hiểu được thì rõ ràng sống cõi đời này không có tương lai gì hết. Vì sao nói ở thế giới cực lạc có tương lai quý vị? Quý vị phải nhớ nè Thông minh trí tuệ Thần thông Đạo lực Dù có đầy đủ Nhưng quý vị Không có cái tuổi thọ vô lượng Thì không có tương lai Có cái tuổi thọ vô lượng Thì nó mới sử dụng được những cái thứ chúng ta vừa mới đọc lên đó mới hưởng được và mới làm được những việc lợi ích cho chúng sanh còn quý vị coi ở cõi đời này chúng ta sống được mấy chục năm có những người chưa được mấy chục năm là chết rồi. À. từ nơi đó mà quý vị ngẫm nghĩ kỹ đi tương lai cái gì bao nhiêu người chạy tìm kiếm cái tương lai có khi bốn mươi mấy năm mươi tuổi không có gì nhưng trong lòng thấy buồn chán vô cùng thấy tương lai của mình mịt mờ Đúng không? nếu như, như những đức không đi tu những đức cũng là những ngày tháng như vậy thấy rằng cuộc đời mình mịt mờ trước mắt mình lúc nào cũng như là một màn đêm nhìn thấy người ta thấy ham cứ là nghĩ như vậy mình thì nghèo sơ nghèo xác, khổ đau vô cùng Đúng không? cứ như vậy mà sống sống cả cuộc đời như vậy còn những người giàu sang thì lo âu, giữ gìn giàu rồi bây giờ sợ nghèo lại phải lao cứ làm mãi thì cuộc đời có người sống ở thế gian này ai cũng làm việc hết quý vị nhưng chúng ta nghe đạo rồi cách làm của mình nó hiểu biết nên càng ngẫm nghĩ kỹ Biết tu, biết niệm Phật Có tâm giải thoát Những ngày tháng an vui Trong cuộc sống Không tranh với đời Không cầu với người Đúng là những ngày tháng tự tại Khi thọ mạng đến Thì không có sợ gì cái chết Nguyện đi theo Đức Phật A Di Đà Quý vị thấy rõ ràng Gặp Phật Pháp là có được tương lai thật thật sự thấy không nên thái tử tất đặt đa ngày thông minh như vậy vì sao ngài không cầu cái tương lai như người thế gian trong khi ngài có sẵn mà tương lai làm vua tương lai đó ai dám bì với ngài vậy mà ngài buông xả chỗ đó ngài biết nó không tồn tại mà mình thì chạy đi tìm một khía cạnh nhỏ mà cả đời lao theo nó để chi tìm tương lai cũng như là kẻ khờ buổi trưa mà chạy để bắt bóng cứ lao mãi theo cái bóng làm sao mà bắt được cái bóng ấy vậy Nên mình càng nhận thức thì mình mới thấy mình gặp Phật Pháp mình mừng thiệt. Dù cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng có phương hướng cho mình đi vậy à. Mỗi một ngày sống là mỗi một ngày an vui. Đây là tương lai nè. Chứ bây giờ quý vị chờ ngày nào đó xong rồi mới yên tâm được bây giờ rất là nhiều người sống ngoài thế gian họ không nghe phật pháp dù họ đang giàu họ cũng đang trông chờ cố gắng vài năm nữa lo cho con cái xong hết rồi lúc đó nhàn rỗi vậy mà đến chết luôn vẫn không xong à cứ là trông chờ con lớn lên nhàn rỗi một chút con lớn lên thì bắt đầu tiếp tục lo tiếp tục lo rồi cứ vợ gã chồng cho con xong hết rồi sẽ nhàn rỗi cứ vợ gã chồng xong hết rồi cũng không nhàn rỗi luôn à. nên từ nơi đó mà mỗi người của chúng ta nếu không hiểu thì cả cuộc đời này cũng không có những ngày nhàn rỗi nữa quý vị à. Hiểu rồi Thì ngày tháng của mình sống là Những ngày tháng nhàn rỗi Dù là bao nhiêu công việc vẫn thấy nhàn rỗi Vì sao? Vì nó không có buộc ràng được mình nên mình nhàn rỗi chứ sao? Sống được làm lợi ích cho mọi người thì cảm thấy mừng rồi Chứ làm gì cái chuyện Làm những việc lợi ích cho mọi người mà mình mỗi ngày phải bận tâm lo âu Nếu như mỗi ngày bận tâm lo âu để làm những việc như vậy Vì thì chúng ta cũng là như những người không biết Phật Pháp Chúng ta là người biết Phật Pháp Phải làm sao làm ra cái tâm tự tại còn nếu như làm ra một cái tâm bận, tâm lo âu khổ sở vậy thì quý vị có khác gì người thế gian không tu đâu nên đáp án nếu như hiểu biết ở thế gian này không có tương lai gì hết dù là làm vua cũng không thấy tương lai gì hết trước mắt thì thấy giống như cái gì cũng có như đọc câu chuyện vua tịnh phạm ngày nói một câu Trước mắt thì nhìn thấy ta cái gì cũng có, nhưng cuối cùng ta không có gì cả. Đó. Mỗi ngày vẫn là phiền não. Làm vua đó, ngài nói câu nói như vậy. Nên thái tử Tất Đạt Đa ngài chọn con đường tu hành giải thoát. Cái chữ giải thoát này có những người chúng ta nghe không hiểu nghĩ rằng nó cao xa quá. Giải là hiểu biết, thoát là buông xuống. Hiểu biết cái cõi đời này chúng ta không có giành giật cái gì được cả. Không có chiếm hữu cái gì được cả. Cả bản thân mình mình cũng không chiếm hữu được. Vì nó một ngày nào nó bỏ mình làm sao mình chiếm hữu được? Từ nơi đó mà Bản thân mình còn chưa chiếm hữu Giữ gìn được Không chi là cái ngoại cảnh như vợ con thân bằng quyến thuộc Nên giải là hiểu ra Cái nguyên lý của cái cuộc đời này Không có cái gì chúng ta giành giật Hoặc là giữ gìn được tồn tại Vì sao? Vì chính mình một ngày nào cũng bỏ cái thân này hiểu. Hiểu được rồi thì chúng ta không bị cái cõi đời này buộc ràng mình, gọi là thoát. Mỗi ngày chúng ta niệm Phật là hướng đến giải thoát. Nhiều người chúng ta nghĩ rằng mỗi ngày niệm Phật là hướng đến thế giới cực lạc, giảng sanh gì cực lạc là giải thoát. Vậy thì cái chuyện này nó xa quá. Hiện tại quý vị niệm Phật là hiện tại quý vị Mỗi ngày hưởng được cái hương vị giải thoát Tùy vào cái khả năng tu của chính mình Hiểu được bao nhiêu thì được giải thoát bấy nhiêu Đó là lợi ích hiện đời Chứ không phải nói đợi đến Khi về tới thế giới cực lạc mới được lợi ích quý vị à Mà là hiện tại mình niệm Phật Là hiện tại được lợi ích Chắc chắn 100% những đức thấy rõ ràng chính mình bị bệnh tâm tư cũng rất là vui không có bị những cái vấn đề lo âu buồn khổ nặng nề bao nhiêu hết thì những đức đã thấy ra được phật pháp đúng là lợi ích lớn lợi ích quá lớn quý vị à ừ, lợi ích rất lớn và tâm tư những đức bây giờ đối những đức không có một cái việc gì nói rằng là ở thế gian này mà quan trọng quá hết tất cả cùng sống cùng làm việc cùng hướng đến cái việc lợi ích cho mọi người thì cùng chung tay nó không có người này thì nó có người khác à còn nó không có người khác nữa vậy thì mình không có cái duyên chúng sanh không đủ phước hưởng thì thôi thế thì thấy trong tâm nó nhẹ nhàng vô cùng làm gì mình phải đặt vấn đề nặng nề làm gì mình suy nghĩ cái chuyện người này là làm được chuyện người này là quan trọng quá không có đâu không có gì quan trọng quá cả nếu người nào làm được việc tốt người đó là người phải cảm giác rằng mình mừng khi mình được làm công việc tốt chứ không phải là nhận đức đi bo bo giữ quý vị không có đâu quý vị không có không bao giờ bo bo giữ cái gì không phải là sắp xếp theo không phải vì sao? Đại sự không bằng vô sự Tôi cũng không quan trọng gì Anh hay chị lặt lộng gì cả Anh hay chị muốn làm gì cũng được cả Nhân quả tự chịu Không có nói Sống cùng với nhau làm được chuyện Mà lên mặt lên mài gì cả Không có miễn bà Vì sao? vì tôi cũng không có chi cầu vật chất, không chi cầu chùa chiền, cũng không chi cầu đồ chúng, tôi cũng không chi cầu sống lâu, tôi cũng không chi cầu làm việc lớn gì cả. Tôi chỉ thấy rằng những việc gì làm được hiện tại thì cứ làm cho tôi. Mỗi ngày niệm phật, khuyên người niệm phật như vậy thì sống vô cùng tự tại vậy. Đặc chi cái vấn đề cho nặng nề, đem bao nhiêu sự việc để làm gánh nặng cho mình. Mình tu như vậy, người ta gặp mình người ta cũng không muốn tu nữa. Vì ông nặng nề quá. Mỗi người có một phương hướng nhận thức. Nên rõ ràng cái cõi đời này mà đi chạy tìm tương lai. Nên những người mà đi vào chùa rồi đã tu rồi mà chạy ra ngoài đi tìm tương lai. Vì sao? Vì bạn không nhận thức được Phật pháp bạn không nhận thức được Phật pháp. Bạn phải nhớ bạn là người học Phật không phải là bạn đá đổ hoàn cảnh, nhưng tất cả những cái gì bạn cầm được thì bạn phải buông được. Bạn cầm được thì nhất định phải buông được. Bạn không buông được là tại bạn. Bạn khổ là bạn chịu, vì sao? Vì tại bạn. Tất cả những cái gì ở thế gian này cầm được đều buông được Vợ, chồng, con, cháu, của cải Vật chất, chùa, chiền đồ chúng Cầm được thì buông được Vì sao? Vì chúng ta không buông cũng không được Nên mới nói là giải Là hiểu Không buông cũng không được Nên sống ở cõi đời này Tuổi thọ chúng ta được mấy chục năm Như vậy thì làm gì có hai chữ tương lai Tương lai của mình thấy vô cùng là mù mờ Thí dụ như còn trẻ lo làm ăn kiếm được chút đỉnh tiền Kiếm được chút đỉnh tiền chúng ta cũng chưa rảnh phải cố gắng làm ăn Làm ăn tích tụ tiền để cắt, để giữ Rồi cuối cùng chia chác cho con cháu tới tuổi già Có khi làm ăn không được bệnh hoạn Ngồi đó củ cải thì đem cho con cháu Cuối cùng ngồi đợi nó đem tiền cho mình Quý vị tương lai gì? Tương lai gì? Rồi có khi nuôi con khôn lớn hết, nó có vợ có chồng, vậy mà lại ngồi buồn nhớ chờ nó đến thăm lại. Quý vị thấy tương lai gì? Cổ cải của mình đem cho nó, nhưng mà mình lại chờ nó đem lo lại cho mình. Quý vị coi tương lai gì? Bao nhiêu người. Quý vị coi tương lai gì? Cực khổ, tích góp dùng bao nhiêu cách nói chuyện để mua được mấy căn nhà. Chia cho mỗi đứa con một đứa căn nhà Vậy mà nó không vừa bụng quý vị tương lai gì Con đường này Nếu như người làm con Chỉ cần nhìn được người cha mẹ mình làm thôi Thì quý vị cũng giác ngộ nữa Chúng ta là do mù mờ Không ai nhìn được hết Cứ mãi là Người trước dẫm chân vào bùn Người sau tiếp tục dẫm theo vào bùn Có vị thầy này Học thức rất là cao Ông giảng một câu những đức nói đúng là ông đưa lên câu này thua tất cả những người làm con muốn phụng dưỡng cho cha mẹ vì thầy đã nói gì thì tất cả những gì cha mẹ kêu mình làm mình phải làm cho đúng đắn theo lời của cha mẹ đó là báo ơn phật ông nói một câu như vậy đó Quý vị có dám tin không? Bây giờ nhiều người làm cha làm mẹ Không nghe giáo dục gì hết Cả làm cha làm mẹ cũng làm bậy luôn Quý vị làm con nếu quý vị không nghe được giáo dục Quý vị không có khả năng tư duy Quý vị không phân biệt được rõ ràng Cha mẹ cho bản thân này Nhưng cha mẹ không tiếp nhận giáo dục Dạy mình sai quấy Làm theo đúng như vậy luôn Vậy mà báo ơn cho Phật vì thầy này học cao vô cùng nói một câu gì đó người ta phải nói một câu rằng cha mẹ cho mình bản thân cái ơn sinh thành này như trong kinh du lan phật dạy khó thế nào báo đáp bây giờ mình học phật là học cái trí tuệ của phật để mình có khả năng tư duy nhận thức được con đường của cha mẹ đã đi qua như thế nào để bổn phận làm con của mình có thể hoàn chỉnh lại cái đoạn đường mà cha mẹ đã viết như vậy thì mới gọi là báo ơn cho phật báo ơn cho cha mẹ được chứ chứ làm sao bây giờ mà dám hoàn toàn tin vào cha mẹ dạy mình được tại vì đâu phải người làm cha làm mẹ nào cũng là tiếp nhận giáo dục đâu quý vị quý vị coi có những người làm cha làm mẹ rất là sai lầm cờ bạc rượu chè hư hỏng có khi bất hiếu với ông bà của mình luôn Thấy không Mấy vị thấy rõ ràng mà Nên tất cả người làm con bây giờ Mình phải nghe đạo đức mình Không phải là bài xích cha mẹ mình Mà mình phải có một cái sự tư duy Nhận thức con đường của cha mẹ đã đi qua Vậy thì mình Mới gọi là Có tương lai Hiểu biết quý vị Hiếu với cha mẹ không phải là việc cha mẹ kêu làm sai cũng làm sai không phải đâu bậy hiếu với thầy không phải là thầy kêu mình làm sai mình cũng làm sai không phải đâu quý vị à ừ không phải mà chúng ta phải có một cái khả năng tư duy phải hiểu biết cầm được phải buông được mỗi một người chúng ta nó không bị cái buộc ràng của thế gian này làm mình sanh phiền não cái thế gian này nếu quý vị bị nó buộc ràng thì nặng chết được làm sao mà thoát ra được nên mỗi ngày phiền não lo âu khổ sở vô cùng nên cái đặc biệt của chúng ta học phật mỗi ngày có nụ cười quý vị mà nụ cười của mình nụ cười có pháp vị chứ không phải là nụ cười khi nhậu nhẹt cười la ấm sùm không phải nụ cười ăn chơi hư hỏng không phải mà nụ cười của mình là nụ cười có pháp vị nụ cười có đạo đức cười có nhân cách làm người sống với nhau nó có niềm vui từ nội tâm phát ra vậy thì còn hạnh phúc nào bằng khi chúng ta tiếp nhận phật pháp nên những đức nói mạnh dạng một câu gặp được phật pháp mới thật sự có tương lai và tương lai này gọi là tương lai hiểu biết tương lai hiểu biết những đức bị bệnh những đức thấy rõ ràng những đức nói chuyện với đại chúng ngày chủ nhật những đức nói một câu thường ngày nói chuyện quý vị nghe vui cười vô cùng một ngày nói chuyện bao nhiêu người nghe như vậy ngày chủ nhật đông như vậy đến khi mình bệnh đau một mình mình phải chịu đựng dù có người ta bên cạnh nhưng làm sao người ta đỡ nổi cái việc mình đang bị bệnh quý vị sốt thì mình chịu nhức đầu thì mình chịu ho hen thì mình chịu nhức chân thì mình chịu nhức lưng thì mình chịu mình bị cái gì thì mình chịu tại mình đã giao nhăn thì mình chịu quả còn cái lúc hiện tại là mình tu duyên tu phước chúng sanh chơi chúng sanh đâu có giải quyết được vấn đề Đau đớn của mình và việc sanh tử của mình Và không có người thắng nào thở phụ mình một hơi thở nào đâu quý vị à Nên chúng ta khi hiểu biết Thì quý vị sống sẽ biết bổ túc cho chính mình rất chuẩn xác Mỗi ngày biết dụng công Biết lo con đường tu Thì mới giúp được người thắng Nên có những người làm cha làm mẹ nghe Phật Pháp rồi Cứ nghe hoài vẫn là không hiểu Cứ tình chấp một đứa con trong gia đình hư hỏng Cứ sợ nó chết Cứ sợ nó bị này bị kia Cuối cùng mình vẫn là kẻ Tối tâm đi theo Bước chân tối tâm đó Trong khi mình là người học Phật mà mình không chịu vượt qua cái tối tâm để dẫn đường vậy mà mình lủi thủi đi theo cái đứa con hư hỏng tối tâm mà mình lủi thủi đi theo nó bây giờ xanh nó nuôi nó khôn lớn rồi nó khôn lớn rồi mình nói nó không nghe mà đâu phải là mình bỏ nó từ khi nó đỏ hói đâu đã nói nó không nghe thì để cho nó trải nghiệm đi còn bản thân của mình bây giờ cố gắng tu đi Dùng cái tâm mình cấm vào Cái nguyện của Phật Tự nhiên một ngày nào Sẽ chuyển hóa những đứa con hư đó Quý vị làm được không? Muốn thương con, muốn giúp con Mà không không chịu làm như vậy Thì làm sao giúp được? Lũi thủi đi theo nó Lũi thủi đi theo nó Thì thấy để cho cái đứa mù mờ dẫn đường Lũi thủi đi theo. Vậy mà muốn giúp nó thì sao giúp được? Quý vị muốn giúp nó là phải buông nó được. Rồi quý vị mới gây dựng chính mình có một cái sự an lạc tu hành. Dù nó có bài xích Phật pháp cỡ nào, mình cứ lo tu cho tốt, mình không buồn giận trách ai hết. Mình cứ lo tu, tự nhiên mình sẽ làm tấm gương, người ta sẽ học theo. Đó là quý vị giúp cho người thân quý vị chuyển hóa đó. Nhớ đó chứ nếu không thì cứ mù mờ mãi cứ lao theo mù mờ mãi không bước ra được thì thua rồi không phật pháp vì thấy hay chưa chỉ có một câu phật hiệu mỗi ngày gầy dựng tâm của mình gầy dựng tâm của mình gầy dựng cái tâm niệm phật của mình thôi bị nhớ đó nên những điều chia sẻ đây nó vừa có tư tưởng niệm phật có phương hướng giải thoát và quý vị thấy rõ ràng Phật Pháp Nó lợi ích trong cái cuộc sống hiện tại luôn quý vị à Nó lợi ích trong cuộc sống hiện tại rõ ràng ừ. Chứ đâu phải nói Phật Pháp Chúng ta chờ ngày giảng sanh về cực lạc Về thế giới cực lạc mới hết khổ Hiện tại ở cõi đời này Chúng ta tu học đã hết khổ Giảm tối đa cái khổ Cái người mà tu học mà càng ngày càng khổ Là chính quý vị học sai Chính quý vị không hiểu biết đó Quý vị coi cõi đời này sống nay chết mai Mà quý vị mỗi ngày còn khổ nữa Vậy thì quý vị sống vô nghĩa quá Lúc chết là khỏi cần suy nghĩ Quý vị là người đi đọa lạc là chắc chắn rồi Vì mỗi ngày buồn khổ Quý vị làm sao giảng sanh Làm gì có cái chuyện Người niệm Phật mỗi ngày buồn khổ Cuối cuộc đời giảng sanh Cái nhăn giải thoát Thì mới có cái quả giải thoát chứ Nên niệm Phật phải hiểu Pháp môn tịnh độ này lợi ích hiện tại Và lợi ích về tương lai Chắc chắn 100% à, Chúng ta đọc đến Công đoạn của Ngài Trường Kháng Là một vị cư sĩ Niệm Phật giảng sanh Quý vị khi nghe những đức đọc những con đoạn trong mấy điệu sen thanh trong đây từ người xuất gia trừ tổ sư cho đến những vị mà thượng thủ bên cạnh Chư tổ rồi những vị cư sĩ niệm phật giảng sanh như hôm qua con đoạn của trương kháng khi phát nguyện trì à, chú đại bi à, mười muôn khi trì xong hết thì ngài bị bệnh và cuối cùng thì chỉ có niệm một câu Phật hiệu để cầu sanh cực lạc chúng ta để ý những công đoạn này quý vị phải để ý Còn nhiều người chúng ta bây giờ thì có khi Chiên niệm Phật rồi Nhưng khi gặp bệnh lại trì chú đại bi Quý vị coi phải nó ngược lại không? Còn các vị đi trước như Cư sĩ Trương Kháng này, niệm Phật Giảng Sanh nè Ti thăng nơ hoạn lộ Xong chí ở liên trì Ông tụng chú đại bi mười muôn biến Nguyện sanh cực lạc Phá tụng vừa đủ số Cư sĩ vương bệnh Chỉ chuyên trì Phật hiệu Mà vị này là trì chú đại bi Để cầu sanh cực lạc quý vị Cũng là pháp tu tịnh độ nhưng khi trì đủ số rồi thì bị bệnh thì ngài buông chú đại bi qua một bên và chiên trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà phát nguyện cầu sanh cực lạc à, thì nghe rất rõ ràng đây là những câu chuyện niệm Phật giảng xanh Đó. nếu như ai mà mình có cái duyên trì chú đại bi không phải là mình trì cầu hết bệnh Mình phải phát nguyện Trì cầu sanh cực lạc luôn Niệm Phật cũng cầu sanh cực lạc luôn Như ăn Tổ ngày nói là Người niệm Phật khi bị bệnh Phải quyết tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc Nếu như thọ mạng còn Tiêu nghiệp hết bệnh rất hay Nếu như thọ mạng hết Thì nhờ tính nguyện đó Mà được giảng sanh cực lạc Cũng như Vị chương kháng không? Chì chú đại bi Phát nguyện chì rất nhiều Chì xong rồi thì Bị mang bệnh Không phải là chì chú đại bi mà mang bệnh Mà đến lúc Phải Trả cái qua báo Thì Ngài buông chú đại bi qua một bên Và chuyên trì Danh hiệu Đức Phật A Di Đà Cầu sanh cực lạc Mà lúc trì chú đại bi cũng là phát nguyện cầu sanh cực lạc Thì nghe rõ ràng rồi đó còn mình bây giờ thì đã chiên trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì quyết chí một câu vật hiệu học như hòa thượng hải hiền nhớ chứ đừng có mà niệm ai di đào phật rồi cuối cùng gặp bệnh thì trì chú đại bi để cầu hết bệnh vậy thì thua rồi vậy thì chúng ta không có tính nguyện gì niệm phật cầu sanh cực lạc cả lúc bình thường nó niệm ai di đào phật thì lúc bệnh cũng phải càng niệm ai di đà phật mà là đúng chứ Đổi qua là có nghĩa là mình cầu hết bệnh thì thì làm sao được? Thọ mạng đến nó cũng phải chết thôi. Phải nhớ nên mình đọc những văn tự người xưa cho mình nhiều cái góc độ đặc biệt lắm quý vị, rất là hay. Nó từ nơi đó đó mà mỗi một người chúng ta khi tu hành phải hiểu. Khi hiểu rồi thì cả đời mình tu sẽ có kết quả. Còn nếu như mình tu mà mình chánh trợ mình không rõ ràng, có khi cả đời mình tu để lú qua rất là ổn. Nên hàng Phật tử phải nhớ là mình niệm Phật. Chứ tổ sư nhắc mình, người niệm Phật được giảng sanh hay không là do có tín nguyện hay không. Nên mình niệm Phật mà dễ bị dao động tâm quá nên làm sao mình thành tựu được Một con người tu mà được người đời tôn xưng lên là bậc tổ sư. Sách vở của các ngài được lưu truyền cho hậu thế. Đâu phải là đơn giản đâu quý vị. Cũng như những đức nghe lời giảng của đại lão Hòa thượng Tịnh không những lời giảng của Hòa Thượng nghe mà Chịu làm theo là có lợi ích liền Có lợi ích liền Thì mình thấy rằng là Chư Tổ Sư Thì quý vị khỏi cần nói rồi Mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh không Người ta cũng học được từ Cái sự chăn truyền Vì Thầy của Hòa Thượng Tịnh không là Học trò của Ấn Tổ cư sĩ lý vĩnh nam là học trò của ấn tổ và thượng tịnh không lại học cùng với thầy lý vĩnh nam nên chúng ta nói là có sự chân truyền và thượng tịnh không ngài học tập là có sự truyền thừa nên chúng ta mới có thể học với các ngài mà lợi ích được đó nếu như mà các ngài mà học nước này nước kia thì chưa chắc chúng ta học với các ngài mà có lợi ích đâu. Nhờ học ngay cái chỗ chân truyền và các ngài có tu nên khi chúng ta nghe những văn tự thì nó mới có được lợi ích. Phải nhớ. Còn nếu như chỉ có học về văn tự như bây giờ mà nói về cái bằng thiệt to quý vị có nghe cũng nó cũng không có lợi ích nó chỉ là nghe bùi tai về những cái văn tự như vẽ tranh thôi chứ thật sự thì nó không có áp dụng vào trong cái cuộc sống mà khi mình gặp sự cố được quý vị ạ nên những đứa thấy rằng là khi đọc lời của chư tổ sư để mình học tập nó gầy dựng cho mình một cái lòng tin Đối với một phương pháp tu Đức Phật từ bi mà Mình chỉ cần suy nghĩ Nhẹ thôi thì mình cũng hiểu Đức Phật từ bi Có đầy đủ thần thông diệu dụng Không thể nào Để cho người ta làm Xàm làm bậy mà Nó có lưu truyền cho chúng sanh hư được những cái lợi ích Nó mới truyền lâu được chứ Mà Trong đó nó cũng đi song song Tại vì Mặt phải và mặt trái Nếu chúng ta đủ duyên gặp được mặt phải Biết chọn cái mặt phải Khi học được thì nhận thức được cái trái Đó là Cái hầm hố Mình biết tránh thì cái học đạo của mình Cái lợi ích của nó rất là lớn quý vị Nên hàng Phật tử khắp nơi nơi nhớ rằng Đối với mình niệm Phật Mình chỉ cần Thấy niệm Phật có kết quả Được rồi Giống như làm một cái việc Mà thấy có thành là được rồi còn niệm phật thấy tâm tư mình thoải mái cuộc sống ổn định nhân cách đạo đức con người sống thấy gần gũi với nhau vậy thì thấy được rồi bây giờ những đức điển hình từ những đức cho quý vị nhận thức những đức là một thanh niên ngoài đời nếu những đức chưa đi tu chưa tiếp nhận phật pháp nếu cha mẹ những đứa còn sống chưa chắc những đứa nuôi. Chắc chắn 100%. Những đứa chưa chắc nuôi. Vậy mà đến năm 29 tuổi, những đứa gặp được Phật pháp. Gặp ngay pháp môn Tịnh độ. Những đứa cũng chưa từng đi đến đâu học gì hết. Những đứa cũng chưa vô trường Phật học ngồi buổi nào hết. Những đứa chỉ có niệm Phật nghe được lời giảng và Thượng tịnh không đọc được sách chư tổ sư đọc kinh vô lượng thọ vậy mà nhận đức nhận thức được một chút thấy rằng cuộc đời mình nên làm một chút gì đó khi đến thế gian này rồi có cơ duyên Bây giờ nuôi Mấy trăm người già Hai tháng một lần Tổ chức chương trình người mù Khoảng 1.500 người Mỗi tuần Chủ Nhật Mỗi tuần Chiều thứ bảy lớp đạo làm có Rất là nhiều chương trình Lễ Vĩ Bồ Tát Quán Thế Âm Sắp tới ngày 18, ngày 19 Phật tử bây giờ đã chuẩn bị khắp nơi nơi Đã đến đã lại Tu cùng với người ta Bỏ bao nhiêu là công sức Chưa từng Có một cái tâm Mà mong muốn Phật tử đem tiền Bạc vật chất đưa cho mình những đức muốn nói lên cái điều này Cho quý vị nghe là Nhờ những đức gặp được Phật Pháp Mà chỉ có niệm Phật Chứ những đức cũng chưa vô trường Phật học Học được buổi nào Phải chi những đức đủ phước Vô trường Phật học học nữa Thì nó càng đặc biệt hơn nữa Tại vì mình không đủ phước Nên Mình học cũng không được chưa được vô trường phật học học chỉ có niệm phật thôi đó mà nó còn có thể phát tâm được một chút như vậy rồi không chi là những vị người ta học rộng hiểu nhiều thì sự phát tâm của họ làm việc lớn lao chúng sanh lớn cỡ nào thì quý vị coi phật pháp nó nhiều phương pháp thì quý vị cứ cảm giác được cái phương pháp nào có thể lợi ích cho chúng sách mà không chi cầu vật chất của cải đối với họ. Xin thưa quý vị rằng những đứa cảm thấy mình ngao ngán và nặng nề nhất cái việc bây giờ tôi chuẩn bị làm lễ phóng sanh tất cả mọi người hùng chút 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 làm lễ phóng sanh những đứa cảm thấy mệt mỏi làm mấy chuyện này lắm thích nhất làm thì cứ làm có nghĩa là có một ngàn là một ngàn ai làm thì làm làm thì thôi cứ là thấy việc đó tốt thì mình chăng thật làm trước đi dẫn đầu làm trước đi nói dòng do công đức lớn công đức nhỏ gì chỉ cần mình chăng thật mình làm có lợi ích người ta sẽ mở mắt thấy không nói gì Giống như những đứa làm tự Phật Những đứa cứ làm tự Phật hoài vậy đó Cứ làm máy nghe Pháp Đặt dùm cho người ta cứ làm hoài vậy đó Quý vị có bao giờ thấy rằng là Thí dụ như chương trình Người Mù Những đứa nói rằng Bây giờ quý vị biết những đứa tổ chức chương trình Người Mù Mà một lần tổ chức thì bao nhiêu trăm triệu như vậy Bây giờ quý vị Phật tử Chúng ta cùng chung tay với nhau Người chút, chút 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 hỗ trợ nhau Để làm chương trình này có ai ép mình đâu mà mình đi kêu người ta chi cho nó mệt cái chương trình này là mình làm thì mình đủ duyên mình cứ làm thôi. Còn nếu nó không có tiền thì mình nghĩ ta chứ ai ép mình tự tại không? Những Đức chỉ có phiên là họ có tiền họ đổi tiền ra họ đến họ tự tặng cho người mù đi chính tay họ làm đi. Những Đức cũng không có kêu rằng họ đưa cho những Đức để những Đức cho dùm thôi mệt quá. Những Đức cũng muốn bài ra thêm cái phiền phức và thí dụ như chương trình Miền Trung người ta bị lũ lụt mình thấy Con người ai cũng là dòng máu đỏ Ai cũng là nước mắt mặn Con người ai cũng muốn được sự thương yêu và giúp đỡ khi Gặp sự khó khăn của cuộc đời Nên mình nói chuyện mình nêu lên có những người người ta đi ra miền trung làm từ thiện thì mình dù không đi được mình hỗ trợ một chút nếu mình không có vật chất gì thì mình cũng có một cái tâm nguyện cầu cho tất cả mọi người gặp những kiếp nạn được thoát qua những cái khó khăn này dù là một là nguyện cầu cũng có phước nhớ nên những đức phiên quý phật tử những điều mà những đức sâu sắc ở trong chùa kinh nghiệm khi đi đến chùa muốn tu hành đặc biệt an lạc một đừng nên thăng quá đối với đại chúng thường chủ vì khi thăng quá có khi chúng sanh phàm phu mà lỡ họ nhờ quý vị một cái gì mà không được thì cũng khó lòng đừng nên chịu cái ơn đối với những chúng sanh chưa hiểu rõ ràng rồi người nữ đến đây cộng tu thì đừng nên quá thăng Đối với người thường trụ trong chùa Người nam đến đây cộng tu thì đừng nên quá thăng Đối với các chú trong chùa Tùy vị có nghe không nghe là thôi Quý vị thăng đi Rồi thời gian quý vị ra khỏi chùa Không thăng mà không đụng chạm với ai hết Khi lỡ ngồi nghe họ nói chuyện Mình cứ lỡ ngồi thì cứ ngồi thôi Gương mặt cứ nở nụ cười Trong tâm cứ niệm Phật Họ nói cái gì kệ họ Rồi chúng ta để ngoài tay Không cần nói tới nói lui gì Vì vậy như vậy là người khôn ngoan Biết học Phật có những người đi đến chùa Thích nấu ăn Vì sao ngôi chùa mình không cho người vô bếp nấu ăn Cái gì muốn hại họ hả Đi đến chùa là để tu Đi đến chùa là dành nhiều thời gian niệm Phật Mình đi đến đây cộng tu mà Nhân sự Thì người ta sắp xếp sẵn rồi Thí dụ như việc mình làm được Ăn cơm xong Cùng phụ rửa cái chén Rửa xong hết về ngủ Những buổi ăn xong Rửa chén dọn dẹp phụ cái nghỉ đi Đừng có lăng la gần dưới Ban tổ chức chính ở trong chùa Vì có khi quý vị lăng la Quý vị lại bị thất vọng Vì quý vị nhớ là ở cõi đời này không có cái gì mà hoàn mỹ mà nó đẹp hoàn toàn đó quý vị à trong cái đẹp nó có cái xấu phật pháp thì quý vị sẽ nhìn ra trong cái xấu có cái đẹp nhớ sợ quý vị không đủ bản lãnh khi lăng la thì lại thất vọng khi làm mệt lên sân si lên ủa sao người tú mà kỳ cục với trời thất vọng có cô đi đến chùa Thích nấu ăn Thời gian trước Đi đến đây Là thường thích nấu ăn Nhưng Đức kêu ngưng nấu ăn Đừng có vô bếp nữa Cứ lên tu đi Rồi chạy mắt dép luôn Mấy người thấy chưa Đây là cái kinh nghiệm Người ta trong chùa Nên người ta sắp cho chúng Chúng mà mấy cô mà khéo chỉ cho người ta làm việc bình thường Đừng có cho người ta đi vô bếp Làm sát bên Cái tổ chức của mình đã sắp xếp Vì thì mấy cô mới thương người ta đó Người ta tu thờ gì rồi người ta phụ như rửa chén này kia xong người ta về nó nằm nghỉ một chút người ta đi tu nó đi vậy mà người ta tu thời gian thôi người ta sẽ an lạc vô cùng đặc biệt ở ngoài nhà mình mình nó bận bịu nhiều rồi Bây giờ mình được đi vô chùa tu Mình được nhiều thời gian Để mình tu mà mình không chịu lo tu Mà mình đi gánh nữa Dại quá Đấy không? Còn mình thường trụ Thì mình ở đây suốt rồi Gia đình của mình mình phải lo thôi Rồi mình tu suốt Ở trong đây những ngày tháng bình yên rồi Thấy không nó đó là mấy cái cô mà những thứ đặc trách như cô đạo cô liên hạnh rồi đó. Để cô phải khéo léo như vậy đó Vậy thì người ta đi đến chùa cộng tu Người ta mới được lợi ích Cái công đức mấy cô lên nhớ Chứ đừng có cho người ta vô trong nhà bếp làm chung Cho người ta làm chung là thời gian bắt đầu là Là bắt đầu là người ta về Thì công việc của mình nó, nó mình phải làm thôi Ví dụ như chăn màn rồi thì mình cứ rủ cho người ta làm được Nhưng làm xong lúc nào mình thấy mà không cần thiết Mình kêu người ta đi tu đi Còn cần thiết thì mình cho người ta làm Căng đó là cách mà điều tiết khéo léo còn lấy nhân sự làm chính là lấy ban tổ chức thường trục phải nha nên cái người mà đến chùa mà cộng tu mà hiểu thì vị tu càng tu càng an lạc đó là khôn khéo còn nếu không mà đi đến đây tu mà đi ra đi vào nhà ở ngoài đi vô đây có khi có xe cho người thường trụ mượn đồ thất bại Rồi á, mua đồ vô tặng họ Quý vị giao kết với họ làm chi à Chắc là quý vị cho đồ ăn họ cho bị chỗ ngủ à Tâm bại Ở trong chùa này Nó không có hối lộ Nhớ Nó không có cái chuyện mà giao kết về vật chất và quý vị được năng lên Không có đâu Vì tu được quý vị nghiêm túc sống chấp hành nội quy thì là quý quý vị còn quý vị không chấp hành nội quy thì mờ quý vị vậy thôi nhận đức cũng chưa từng ngồi cái chuyện để mong ai đem tiền đến đưa mình hết. tin phật phải nhớ nên những đức thấy rằng pháp môn tịnh độ những đức tu có được lợi ích lớn thì những đức cứ tu hoài những đức đem pháp môn tịnh độ đem phương pháp niệm phật hướng dẫn vì lợi ích những đức hướng dẫn thôi Còn hàng Phật tử quý vị có niệm không niệm chuyện của quý vị Nhưng chính mình tu phải nhận thức được Nếu nó là lợi ích thì cần gì đi nghe Một hai câu không cần thiết Có nghe đi chăng nữa cũng cho nó ra ngoài Vì sao? Vì họ có tu hành gì đâu mà chúng ta quan tâm đến Đừng bao giờ đặt vấn đề Học vị cho to Rồi chúng ta nghĩ rằng Họ nói mình phải tin không suy nghĩ đến chỗ đó trong phật pháp không nói đến chỗ đó học vị trong phật pháp là có tu có hành có chứng còn chúng ta thì không nói chuyện chứng đối với mình mình chỉ cố gắng tu học theo phật thôi chứ không phải nói học vị ở thế gian cao là có thể nói chúng ta tin chưa chắc phải là người có tu có hành thì mới nói phật pháp có lợi ích được phải nhớ nên quý vị là người niệm phật phải biết nương vào lời tổ sư, lời phật gì thì mới yên tâm mà tu học. Hôm nay chúng ta học tập đến đây quý vị ai gì là phật? nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để từ và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ